Cho nên Pháp Hòa xin thưa có hai việc. Một là quý vị đi chùa thì nhớ trước khi mình vào chánh điện tắt cái phone. Và lỡ quên tắt, nếu lỡ quên tắt, điện thoại có reo lấy cái tay bập liền, chứ để đừng dở lên mà đang ở chùa. Mình thiếu cái sự trang nghiêm mà mình như vậy chứng tỏ là mình thương cái phone và mình sợ miss call hơn miss Phật. Và làm cho cái ngày xưa mình không có cái cell phone, mình cũng hạnh phúc ghê gớm lắm. Mà bây giờ cái phone nó kêu là phone cầm tay phải không, chứ thật sự là phone cầm chân, đi đâu cũng bị níu kéo lại hết. Giờ Pháp Hòa có một lời thỉnh cầu đại chúng hoan hỷ khi vào chánh điện tắt dùm cái phone, còn nếu không biết tắt để ngoài xe. Có những ngôi chùa Pháp Hòa nghĩ ra rồi mà chưa làm tới. Mai mốt mình vẽ một cái hình tắt cái phone, xong rồi mỗi tuần đi lễ cầm, có một chú tiểu cầm cái bảng đi vòng vòng chánh điện. Mình chưa rời khỏi được cái phone, nghĩa là mình khó về với Phật. Bây giờ mình bắt đầu đi vào cái lời nguyện. Xin cho khói trầm thơm. Bởi vì thường thường cái hương á, người ta lấy bột trầm á, người ta trộn với keo và người ta vắt cái hương rồi người ta xoe. Nếu mà cái tay người nào mà xoe khéo đó là cái hương nó tròn, nó đẹp. Mà cái hương mà mỏng á, khói ít. Cái hương bột nhiều á, nó khói nhiều. Mà nếu bột trầm mà nhiều á thì mình thắp cái hương nó thơm. Mà cưa mà nhiều á, thắp cái hương nó khói và nó hôi. Cho nên thường cái hương á, giống như cái cây hương mình đang thắp là hương trầm, xe rất kỹ, rất mịn. Mà nếu bột trầm mà người ta xay nhuyễn á, thì cái hương khói nó ít. Và cái cây chưng nhang á, cái cây tre mà người ta chuốt ra đó, mịn chừng nào thì khói ít chừng nấy. Và khi mà cái cây mà người ta xe nó to đó, thường thắp lên cái nó cong. Dạ thưa đại chúng, khi mà mình thấy cây nhang cong, không có phải Phật nào chứng cho mình đâu. Tại vì cái cây tre nó to quá thôi. Chứ đừng nói trời ơi thấy không, tu thắp nhang tu tâm thành của Phật chứng. Mà bữa nào lỡ hổng công, hổng lẽ Phật không về sao? Không, Phật không có quẩn làm chuyện đó đâu. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc. Tại vì cái khói hương nó bốc lên, nó kết thành những đám mây. Nhưng mà mây này không phải là thường, mà mây năm sắc, tức là mây năm màu. Nếu nói về màu thì nó là xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tượng trưng cho màu của ánh hào quang của Phật, cái màu của lá cờ Phật giáo, nếu nói về màu sắc. Còn nếu mà nói về nghĩa lý thì năm sắc này còn tượng trưng cho năm loại hương. Thứ nhất là giới hương, thứ hai là định hương, thứ ba là tuệ hương, thứ tư là giải thoát hương, thứ năm là giải thoát tri kiến hương. Thế nào là hương giới? Tức là mỗi người chúng ta ai cũng có giữ giới hết. Ở đây ai quy y rồi là có giới để giữ hết. Nhưng có nhiều Phật tử chưa quy y, nhưng mà quý vị cũng có giới để giữ đó. Chẳng hạn như lái xe phải giữ cái luật đi đường, đèn đỏ phải dừng, đèn xanh mới được đi, đèn vàng thì chậm lại, gặp bản stop phải ngừng. Quý vị cũng giữ luật vậy. Thì tại sao luật thế gian mình cũng giữ mà luật giới của Phật mình không giữ? Mà Phật dạy cho mình cái giới đó để mình làm gì? Để mình trau dồi cho người mình tốt đẹp hơn. Chứ đâu có gì đặt, đâu có gì đâu. Mình giữ giới đây là không phải giữ cho Phật, mà mình giữ cho mình. Cho nên khi chúng ta có giữ giới thì tự động chúng ta tỏa ra được một hương thơm của cái người đức hạnh. Cho nên gọi là giữ giới, gọi là giới hương.
Người mà có giữ giới được thì tự nhiên trong lòng có sự an tịnh, gọi là định hương. Người mà lòng có an tịnh thì tự nhiên trí tuệ nó sanh, gọi là tuệ hương. Hương giới, hương định, hương tuệ. Và đồng thời chúng ta có một hương gọi là hương giải thoát. Hương giải thoát là hương gì? Tâm không có bị sự ràng buộc. Tâm không có ràng buộc. Hồi sáng này có một Phật tử quy y, thì khi Pháp Hòa giải thích sự tu tập cũng như cái pháp danh của mình, ngày xưa mình chưa tu mình chấp lắm, cái gì mình cũng chấp. Nhưng khi mình bắt đầu mình tập tu rồi thì bắt đầu mình xả bớt. Mà khi mình xả được rồi, mình tự nhiên mình cảm thấy trời ơi, trong lòng mình nó nhẹ ra. Càng chấp chừng nào, càng dính mắc chừng nào, mình càng nặng nề khổ lụy chừng đó. Mà hãy xả được chỗ nào thì tâm mình nhẹ nhàng chừng đó, gọi là giải thoát. Nhưng mà có một, quý vị đừng nghĩ rằng khi nào mình chết đi rồi mình tới đâu mới kêu giải thoát. Ngay trong đời sống này mình cũng được giải thoát tự tại. Ngày hôm qua có một người Mỹ hỏi Pháp Hòa một câu hỏi trong cái khóa tu của họ. Nếu như chánh niệm giúp cho mình nhận ra được cái tốt, cái xấu, thì theo tôi nghĩ tốt mình cũng bị phân tâm, xấu mình cũng bị phân tâm, thế sao mình tu? Thưa đại chúng, chánh niệm giúp cho mình nhận ra cái tốt, cái xấu, cái lành, cái không lành. Để chi? Để chúng ta biết cái nào chưa lành thì chúng ta chuyển hóa cho nó lành. Cái nào đã lành rồi làm cho nó lành nữa, tốt nữa. Chứ đâu có phải làm cho mình khổ. Cái người mà không có chánh niệm á, cái chuyện gì nó xảy đến cũng có thể khổ được. Còn cái người có chánh niệm rồi, à, việc này hôm nay nó tới, tôi cần phải giải quyết. Mà biết rõ mình cần phải giải quyết thì tự nhiên phải giải quyết thôi, làm sao chạy. Cho nên chánh niệm nó giúp cho mình. Mà hãy ngay dưới giây phút đó mình làm được là tâm mình giải thoát, chứ không phải là để mình chết mình mới giải thoát. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát. Rồi bây giờ có cái thứ hương thứ năm là giải thoát tri kiến. Tri kiến là gì? Tri là biết, kiến là thấy. Những cái thấy biết của mình chúng ta phải giải thoát luôn nữa. Tại vì chưa chắc mình thấy đã đúng, chưa biết, chưa chắc mình nghĩ mình biết đã đúng, mà chưa thấy mình thấy đã đúng. Có nhiều khi mình thấy nó sai hay sao? Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị ngồi phía trước, Pháp Hòa hỏi thưa đại chúng, bình hoa hôm nay quý vị thấy màu gì? Cái quý vị nói hôm nay tôi thấy hoa màu tím. Cái Pháp Hòa nói bụng, nói trời trật lất, tôi thấy màu đỏ. Tại vì sao? Tại Pháp Hòa ngồi góc này, Pháp Hòa ngồi hướng này, Pháp Hòa chỉ thấy có màu đỏ thôi. Quý vị ngồi trước, quý vị thấy tím. Như vậy thì cái thấy, cái kiến của mình á, mình thấy, mình nghĩ là đúng, mà thật sự là đúng hoàn toàn không? Không, nó chỉ đúng ở cái góc cạnh mà mình ngồi mình thấy thôi, chứ chưa phải là cái thấy hoàn toàn. Cái người mà thấy hoàn toàn là cái người đứng ở trên thấy toàn vậy. Cho nên cái người đứng ở trên này họ thấy có tím, có đỏ, họ nói anh chị nói không có sai, nhưng mà chưa có đúng hoàn toàn của bình hoa. Cho nên mình phải giải thoát cái thấy biết của mình, tại vì chưa chắc cái thấy biết mình là chân lý. Mà mình cứ khư khư mình bắt cái đó là chân lý, mà ai không nghe mình là mình bực bội, tức là mình thiếu sự giải thoát. Cho nên người tu nào mà có được năm cái này á, là tự nhiên đời sống của mình bắt đầu khỏe ra. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, giải thoát tri kiến. Cho nên có nhiều khi mình thắp hương, mình thắp ba cây. Ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Khi mình ăn cơm á, ở trong chùa có cái nghi thức ăn cơm á, trước khi ăn cơm phải dâng chén cơm lên cúng Phật. Mà khi dâng chén cơm lên cúng Phật là cái tay mình bắt ấn tam sơn, bắt cái ấn mà đưa ba cái ngón tay lên vậy. Ấn này gọi là ấn ba cái núi. Mà ba cái núi này là tượng trưng cho gì? Giới định tuệ hay là niệm định tuệ. Để chén cơm lên cái chén đinh ngón tay này.
Rồi xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc. Bây giờ con xin đem cái khói hương của giới, của định, của tuệ, của giải thoát, của giải thoát tri kiến này dâng lên khắp mười phương. Mười phương là gì? Đông, Tây, Nam, Bắc là bốn hướng rồi. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phương trên, phương dưới, mười phương. Dâng lên khắp mười phương. Bây giờ mình ngồi đây nè, mình ngồi đây mà mình ngồi trong ngồi mình ngay chỗ mình ngồi là mười phương giáp vòng. Phía mặt mình là phía đông, phía sau mình là phía tây, phía phải mình là phía nam, phía trái mình là bắc. Rồi bốn góc đông bắc, tây bắc, đông nam, phương nam, phương trên, phương dưới. Chưa nói thêm phương là phương giữa. Dâng lên khắp mười phương, cúng dường vô lượng Phật. Tại vì sao? Tại vì theo cái nhìn tổn cùng của cái đạo lý, ở chỗ nào cũng có Phật. Nếu mình hành tâm á, chỗ nào không có tượng Phật mà tâm mình thành, mình hướng về chỗ đó, chỗ đó không có Phật nữa. Tại vì phương nào cũng có Phật hết. Rồi nếu mà nói rồi cõi uế á, phương nào cũng uế hết á. Cho nên nhiễm tịnh là do tâm mình nghĩ. Thí dụ như bây giờ quý vị gọi năm chỗ, năm cái chỗ mình đang ngồi đây á, là cái chùa. Cái chùa này nó mới có 20 năm thôi. 20 năm về trước nó là 5 căn nhà. Nó là 5 căn nhà, nhưng mà do cái tâm thành của chúng ta muốn cho nên chuyển 5 căn nhà thế gian thành một căn nhà, nhà chùa, nhà đạo. Cho nên tu là chuyển. Mình chưa chuyển thì cái nhà đó là nhà thế gian, mà mình chuyển rồi thì nhà đó là nhà Phật. Dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát. Phật là gì? Phật là người giác ngộ. Người nào mà giác ngộ là kêu là Phật. Người nào tỉnh thức gọi là Phật. Giống như mình vậy nè, ngồi đây tâm tư mình khỏe, nhẹ, thảnh thơi, không sầu lo, không phiền muộn gì hết. Mình là Phật. Mà chút xíu nữa ra mà lỡ mất cái gì mà mình la làng lên cái mình rớt xuống làm người, hay là dò dở nữa làm Atula. Vô lượng chứ Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là những người giống như mình nhưng mà giác ngộ và đem sự giác ngộ giúp đỡ cho người khác, gọi là Bồ Tát. Cho nên tiếng cái chữ dịch của chữ Bồ Tát là tiếng Hán, nó xin lỗi tiếng Phạn. Chữ Bồ Tát là tiếng Phạn. Nếu nói cho đủ chữ Bồ Tát là Bodhisattva. Bodhisattva. Nhưng mà mình nói tắt là Bồ Tát. Bồ Tát nghĩa là hữu tình giác, một người, một con người như mình nhưng mà đã giác ngộ. Rồi bây giờ đem sự giác ngộ, giác ngộ lại cho người khác, gọi là giác hữu tình. Người như vậy gọi là Bồ Tát. Cũng giống mình đó, hồi chưa không biết nấu ăn. Bây giờ biết nấu ăn rồi, xin nguyện nấu ăn đãi đại chúng, đó là Bồ Tát. Một vị bác sĩ chưa thành bác sĩ, đi học, học thành bác sĩ, mở văn phòng chữa bệnh cho người khác là Bồ Tát. Xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng. Tăng là danh từ chung để chỉ cho những người sống chung hòa thuận với nhau. Mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phật là người thầy đã giác ngộ chỉ dẫn cho mình, cho nên mình kính trọng Phật, mình nương Phật để làm thầy của mình. Pháp là lời dạy của Phật. Pháp là con đường dẫn mình tới chỗ an vui, giải thoát. Thí dụ quý vị từ ở nhà muốn đến chùa Trúc Lâm, quý vị phải có đường để đi tới. Mà hễ mình quẹo lộn đường, mình đi trật đường thì sao tới chùa được. Cho nên Pháp là con đường. Mà con đường này là con đường sáng, dẫn cho mình thoát cõi mê,
Cho nên Phật tử cần quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y để chi? Nó để chết mai mốt về khỏi Phật chưa chắc. Quy y Phật để nhớ mình là Phật tử. Chỉ cần nhớ là Phật tử thôi là đỡ khổ thiên hạ rồi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình qua xứ người ta, mình ở mấy chục năm rồi mà luôn luôn mình nói phải nhớ mình là người Việt Nam. Nhớ người Việt Nam để chi? Để mình trở về cái cội nguồn mình sống, mình không có quên cái cội nguồn mình là người Việt. Thì Phật tử cũng phải quy y để đừng có quên mình là có cội nguồn Phật tử, thì phải sống theo cái tinh thần của Phật tử. Mới vừa xăng tay áo lên là định đánh người ta, cái nhớ trời của Phật tử mà kéo tay xuống. Đỡ lắm. Cho nên mình là Phật tử rồi á, thì tự nhiên mình nhớ mình là Phật tử, thì mình cố gắng mình sống một chút nào cho nó có cái chất của Phật tử. Không có một nhà người Việt nào, ít có nhà người Việt nào mà không có gạo, không có nước mắm, nước tương. Thậm chí nghe Việt Nam cá chết quá trời đây, không biết nước mắm đâu có, chạy đi mua mấy chục thùng về chứa, sợ mai mốt có nước mắm ăn. Mà nhiều khúc có hoài nói trời, phải ai cũng ham tu kiểu đó đỡ ghê lắm. Ai cũng nói trời ơi, con sợ mai mốt con không có thời giờ tu, giờ tu ráo riết, chỉ sợ không có nước mắm ăn, chạy đi mua nước mắm, nhà nào cũng 5-7 thùng vậy. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nơi Pháp giới dung thông. Bây giờ nói chữ Pháp giới. Pháp giới nó có hai cách để mình hiểu. Thí dụ như mình nói là cái cõi, nếu mà nó rộng á, là vũ trụ này là Pháp giới. Nước Việt Nam là một Pháp giới. Tất cả cõi nước, cõi nơi chốn đều là Pháp giới hết. Còn nếu mà nói về cái nghĩa hẹp thì mỗi cái vật á, nó có cái giới hạn của nó. Ví dụ ha, nước thì không phải là đất, đất không phải là nước, hoa không phải là cỏ, cỏ nó là cỏ, tức là nó có cái phạm vi của mọi thứ. Cho nên trong cái nghĩa hẹp thì Pháp giới đây á, có nghĩa là mỗi mỗi nó đều có cái Pháp giới của nó. Mà pháp cái mà mình hiểu được cái Pháp giới đó đó, thì mình sẽ sống dung thông được tất cả. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng á, mình là loài người, mình sống trong cái cõi người này, có con vật nó sống chung không? Có không? Có chó, có mèo, có súc sanh sống chung không? Có. Rồi mình có gì nữa? Có Atula sống chung không? Có. Những người thích gây chiến. Có cõi trời không? Có. Cho nên cái quan trọng là làm sao chúng ta nhận ra được rằng mỗi một người, mỗi nơi, tất cả mỗi loài đó, nó có dung thông ở trong cõi này của mình. Cho nên sống mình biết trang rãi. Còn bây giờ Pháp Hòa nói hẹp ha, Pháp Hòa có cái Pháp giới của Pháp Hòa, tức là cái bản tánh của mình. Rồi chú, cô, quý vị ngồi đây, mỗi người đều có riêng cái Pháp giới của mình. Bây giờ mình gom lại, giờ mình đi tu, mình vô, mình sống chung một chùa với nhau, thì mình phải nhớ là mình phải làm sao cho Pháp giới mỗi người dung thông với nhau. Thí dụ như cái cô đó bữa nay cô nóng quá, thôi mình nín, mình nhịn cổ một chút, để cho mọi cho pháp giới của cổ vậy đó. Cổ dễ nổi nóng lắm, Pháp giới cổ đó. Còn Pháp giới của mình á, rộng chút, mình cũng nóng, mà nóng tùy chỗ tùy lúc, chứ không phải chuyện gì cũng nóng. Cho nên mỗi người á, thí dụ như á, là anh này thì không phải chị kia, mà chị nọ, chị này không phải anh kia. Mỗi người có cái Pháp giới của mình. Vậy thì thưa đại chúng là mình sống nè, không, trong cái gia đình của mình nha, ông chồng mình tánh, mình tánh, con trai mình tánh, con gái mình tánh, là bốn người là bốn Pháp giới rồi, cộng thêm cái Pháp giới con chó nữa.
Vậy thì trong nhà mình năm pháp giới rồi, nếu mà nói về cái cõi người á, là mình cũng sống chung nữa. Đôi khi á, người Việt sống chung với người Mỹ, người Tây, vân vân, thì trong này mới nói là xin cho cái khói hương này nó quyện lên và nó dung thông đến tất cả, thì con cũng nguyện sống thực tập dung thông với tất cả mọi người, con không bao giờ biệt lập thế giới của riêng con. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, thí dụ như là mình đi vào một cái bữa tiệc hay bữa ăn, thì quý vị nhìn mỗi món nó có mỗi pháp giới của nó không? Gỏi á, nó có cái pháp giới của gỏi là chua và giòn. Đồ kho nó có pháp giới của nó là mặn. Canh nó có cái pháp giới của nó là loãng và có rau. Vậy thì bây giờ mình muốn dung nhiếp pháp giới với nhau ăn cho nó dễ á, thì mình chan canh với cơm. Còn nếu mà mình chan canh vô cơm mà để thêm miếng đồ kho rồi trộn thêm miếng gỏi nữa, ăn cũng được mà nó không ngon. Nếu mà mình muốn nó vừa cái pháp giới mình ăn thì mình lại bắt một hai cái pháp giới nào nó vừa với mình thôi. Còn cái nào mình không ăn được thì không có nghĩa là người khác không được ăn. Nhớ giùm đó. Cái gì mình không ăn được không có nghĩa là người khác không được ăn. Thì mình đừng có phiền hà khi thấy người khác ăn. Mình có cái bệnh, cái gì mình không ăn mà thấy người khác ăn, có thấy ghê vậy mà ăn được hả? Trời đất. Quý vị để ý coi, trời, cái món nó dở ẹt vậy mà chị ăn được hả? Dở ẹt với mình chứ, nó xấu dách với người ta. Chẳng hạn như mình không phải người Miên, mình pháp giới của mình không phải là người Cambodian, không phải người Miên, thì mình không thể ăn được món bò hóc. Nhưng mà bù lại mình ăn được cá mặn chân gừng. Rồi cái anh Mỹ anh em lấy thấy mình ăn cá mặn anh nó hôi quá. Anh là pháp giới của anh là pháp giới của cheese. Pháp giới của tôi là pháp giới của mắm. Thấy không? Thì mình phải nhớ làm sao mình, nhưng mà nhớ là cái nguyện đây là lời phát nguyện con sống để con dung thông tất cả pháp giới. Quý vị rõ được chỗ đó không? Nếu nói về cái nghĩa rộng, pháp giới nghĩa là mỗi nước, mỗi loài. Nói về nghĩa hẹp thì cái gì nó có cái tánh, pháp giới tánh của nó. Tánh, cái pháp giới tánh của nước là lỏng, và khả năng của nó là tẩy rửa. Pháp giới của đất là cứng, khả năng của nó là làm cho cây cỏ xanh sôi. Pháp giới của nước mắm là hôi và mặn. Thì mình tự biết nó, khi mình cầm muối lên thì đừng tưởng là đường. Nếu mình cầm muối mình nghĩ là đường thì mình bỏ vô nồi chè một lát nó mặn chát. Hay là mình nghĩ nếu mà làm muối thì nhớ bỏ vừa vừa thôi, không thôi nó mặn. Cho nên con người chúng ta sống á, mà chúng ta cầm bất cứ vật gì lên mà chúng ta thấy được cái pháp giới tánh của nó, thì tự nhiên chúng ta sẽ biết chúng ta phải làm gì để chúng ta sống nó thanh tịnh, an lạc hơn. Phải không? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ngày mai quý vị chở vô chỗ làm, quý vị biết rằng trong hãng của mình có 5 người rất khó chịu. Mỗi người đó là pháp giới tánh của họ. Thì tự động mình biết tới với bà A mình phải nói gì và làm gì, tới với bà B mình biết mình phải làm gì và nói gì. Dung thông hết 5 bà, 5 pháp giới mà cả ngày đó mình an ổn. Đó, bây giờ hiểu được chữ pháp giới dung thông chưa? Nếu mà chúng ta sống được pháp giới dung thông như vậy thì chúng ta mới kết được đài sen rực rỡ. Trời ơi. Đấy. Nếu mà chúng ta sống chung một nhà với nhau mà nhà có 5 cánh à, nhà có 5 cánh mà mỗi cánh bay nơi, thì làm sao nhà nó trở thành 5 cánh này phải kết lại để thành một hoa sen, mà rốt cuộc 5 cánh bay 5 chiều thì làm sao nó có được một hoa sen? Vô một cái bếp mà 5 người ngó 5 hướng, người ta hỏi chị này để làm, tôi không biết, của bà đó đó, hỏi bà đi. Trời đất ơi. Như vậy thì cái này đâu cái hoa sen, mà cái này là một gạch, một đống rác vụn. Mạnh ai nấy chặt, nấy bổ mà không thể kết được hoa sen.
Nhưng mà người Phật tử, cái người sống ở đời á, chúng ta phải biết tất cả mỗi cái pháp giới của mọi người, mỗi pháp giới tánh của mỗi người, để chúng ta đến với nhau, đến với nhau bằng cái tâm lượng là hiểu biết nhau. Hiểu nhau rồi mới thương nhau. Người Hoa có câu á, có đánh nhau mới quen nhau, có quen có gây gỗ mới có hiểu nhau. Cho nên cái câu đó đó, nơi pháp giới dung thông, thì pháp giới, Pháp Hòa nói lại, pháp giới là có hai, một gọi là pháp giới tánh. Nếu mà nói về chữ pháp giới không á, nghĩa là mỗi cõi. Còn pháp giới tánh là cái nào nó có cái tánh của nó. Người nam nó có cái tánh của người nam, người nữ nó có tánh của người nữ. À, con tra coi gì, con nít nó có cái tánh của con nít. Mà quý vị thấy có nhiều người á, mình nói trời ơi cái chị đó nghe 70 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo. À đó là pháp giới tánh của chị đó. Tánh của chị là nhõng nhẽo. Thì bây giờ nếu mình biết chị nhõng nhẽo mà mình tới với chị thì mình đừng có cứng nhắc, mình cũng nhõng nhẽo theo một chút. Thí dụ vậy. Cho nên mình sống mà mình hiểu được pháp giới tánh của nhau rồi á, dung thông được không? Dung thông được hết. Nơi pháp giới dung thông để kết đài sen rực rỡ. Quý vị có biết tại sao chùa để cái chuông cái mỏ hai bên không? Chuông mỏ hai bên là để cho nó dung thông với nhau. Hễ bên này cái bon là bên kia cái cốc. Không? Bon 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 thì bên này cốc cốc cốc. Bon cốc nó dung thông với nhau đó. Rồi thầy chủ lễ thầy mới vừa xuống Nam Mô A Bổn Sư, cái mình hòa theo. Cái đó là tượng trưng cho pháp giới dung thông. Rồi bây giờ mỗi người ta ngồi đây, trời ta nghe mình tụng một thời kinh hay quá, kết đài sen rực rỡ. Rồi mình đọc kinh xong rồi mình hiểu lời kinh. Bây giờ mình cùng một hướng với nhau là chủ nhật nào cũng đi chùa để tụng kinh, để nghe pháp, để mình cùng một con đường với nhau, là nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Tuần nào cũng cùng con đường hết. Người đi từ hướng west, hướng bắc, hướng nam, nhiều hướng lắm, nhưng mà cùng cửa vô đây à. Nguyện làm người đồng hành trên con đường giác ngộ. Tại sao mà khi mình cúng linh mình rót trà là lại hai lại, không lại ba, lại bốn, lại năm, lại sáu mà lại có hai vậy? Hai lại đó là tượng trưng cho pháp nhị đế dung thông, đời đạo chan hòa, sống chết tương ưng, tương dung với nhau. Người sống, mình đang sống đây cũng có nghĩa là mình đi tới cái cõi chết. Người chết kia họ cũng đang trở về cái sống. Mình đang sống khỏe đây cũng có nghĩa là mình đang mỗi ngày gươm gươm chút chút bệnh bệnh. Da căng thẳng đây cũng có nghĩa là mình đang đi tới cái chỗ nhăn nheo. Cho nên mình lại hai lại là vậy đó. Rót trà lại hai lại là tượng trưng cho cái sự sống và chết nó tương dung với nhau, nó không có khác đâu. Sống mà cần tiền xài, chết cần công đức. Cho nên chết khỏi đốt giấy tiền vàng bạc. Bây giờ lấy tiền thiệt nè, lấy tiền thiệt á, bố thí làm lành để chuẩn bị cái đó mai mốt mình đi diện ông bà lấy cái đó ra xài. Còn mấy cái kia xài không có được. Cho nên á, mình đang sống mà mình tu đây là mình chuẩn bị cho cái chết đó. Hay là mình nói ví dụ nha, ví dụ như bây giờ ông ngoại mất, tổ chức cái đám tang, thật sự tổ chức đám tang cho đàng hoàng, cho ngăn nắp, đó là mình chuẩn bị cho mình đó. Là tại vì con cháu nó nhìn theo đó, mai mốt nó đi theo cái đường đó, nó làm cho mình. Cho nên làm cho ông nội cũng là làm cho mình. Cúng dỗ cho ông ngoại là cúng cho mình đó, là chuẩn bị mai mốt mình chỉ con mình, mai mốt tới phiên mình nó cũng làm y như vậy đó. Đâu có mất đâu. Pháp giới dung thông. Cho nên mình sống làm sao mà ở trong chùa với nhau á, mà mình phải làm cho được như cái lời mình nguyện mỗi tuần, để mình không có thẹn với Phật. Mình không có thẹn với Phật, mình không có thẹn với chính cái bản tâm của mình là
Mình gọi mình là tăng. Tăng là người tu. Mà mình sống với cái bao nhiêu cái khí ức của không có hòa thuận thì làm sao là tăng được. Phật tử mà còn chưa thương nhau được thì làm gì thương chúng sanh, làm gì mà thương được cái người mà chọc ghẹo mình, chửi với mình. Nói tôi ghét cái bà đó lắm. Từng nào đi chùa tôi cũng gặp bà, tôi ghét ghê lắm. Đừng khoe đó. Khoe cái đó người ta biết là mình tu tới đâu rồi đó. Mình làm sao mà cái bà đó bà chuyên chọc tôi ghét mà sao tôi thương bà quá, bà tội ghê vậy. Là mình biết mình tu có tiến bộ. Thưa đại chúng, tu để làm cái gì? Tu để mình huân tập cái lành thiện, đẩy cái tật xấu của mình ra, gọi là tu. Cái tật của mình là đụng ai cũng bực. Tu sao mà đến khi nào mình xả bỏ được cho người ta, mình đẩy cái đụng ai cũng bực của mình ra, đó gọi là tu. Chứ không có gì đặc biệt hết, không có gì ghê gớm hết. Tu nghĩa là mình huân tập những cái lành thiện để tẩy trừ những cái bất thiện nó đang ở trong lòng mình bao nhiêu năm tháng qua. Nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm bạn đồng hành trên con đường giác ngộ. Giác là gì mà ngộ là chi? Cái gì mà xưa nay chưa hề biết, hôm nay nghe được biết gọi là giác. Có những cái biết rồi mà tại quên, hôm nay nghe người ta nhắc lại nhớ gọi là ngộ. Hiểu chữ giác ngộ chưa? Ví dụ như nào giờ mình không biết Phật nghĩa là gì hết, mặc dù miệng mình nói Phật nhưng mà chưa hề biết được nghĩa của chữ Phật. Hôm nay nhờ đi chùa nghe pháp hiểu được chữ Phật, giây phút hiểu được chữ Phật gọi là giác. Nhớ nha, rồi bữa nay nói xong rồi ha, tuần sau hỏi Phật là gì? Trời, quên rồi. Thầy nhắc lại đi. Rồi thầy nhắc là ô nhớ rồi. Thì cái giây phút mà nhớ lại chữ Phật nghĩa là gì thì gọi là ngộ. Còn mình bây giờ á, cái này ngộ ha, giác. Thấy cái gì ngộ ngộ giác. Giác ngộ là vậy. Cái gì mình chưa biết, chưa hiểu, nay nghe, nay hiểu, biết gọi là giác. Nhưng mà mình đã từng giác chưa? Giác nhiều lắm rồi, nhưng mà rồi đụng đau dục đó cho nên quên. Cho nên giờ ai nhắc lại ngộ. Cho nên Đức Phật ấy, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, sao gọi là Phật giác ngộ? Tại sao gọi là Phật giác ngộ? Bởi vì có những cái Phật biết rằng mình đã có lâu rồi mà hôm nay mình mới nhận ra nó. Và người giác ngộ là cái người nhìn tất cả sự vật mà hiểu được cái chân lý tột cùng của nó. Cho nên người đó sống vượt thoát, vẫn có nó nhưng mà không bị nó chi phối. Đây nè, bây giờ Pháp Hòa nói sống giác ngộ cho đại chúng nghe. Ví dụ như mình ăn cơm, bữa nào cũng phải có chén cơm. Bữa nào mình tới cái nhà đó, người ta không có nấu cơm, người ta đãi bún. Mà ngồi đó mình nói trời ơi, mời tôi tới ăn cơm mà sao đưa bún không. Cũng ăn mà không giác ngộ. Nếu mà người ăn giác ngộ là hôm nay người ta mời mình tới ăn, mà theo cái tiếng thường của người ta nói là mời chị tới ăn cơm với em, mà mình cứ nghĩ là tới ăn cơm là phải có cơm. Mà hôm nay ta nói trong bụng ta nghĩ ăn cơm hoài bình thường, để tôi nấu món bún đặc biệt của tôi đãi. Hiểu được vậy ngồi ăn tô bún ngon hơn, gọi là người giác ngộ. Cho nên giác ngộ đâu có gì đặc biệt đâu. Đâu phải đợi mà ngồi bông sen rồi phóng hào quang đi trên lửa đâu. Bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng thấy được, rồi mình sống nhẹ nhàng được với nó là giác ngộ. Cho nên quý vị nhớ lúc mà Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề đó. Thật ra cái cây đó Pháp Hòa nói hoài, nó không phải tên cây Bồ Đề, nó là cây thường trong rừng thôi. Nhưng mà Phật ngồi dưới đó, Phật thành tựu được cái quả giác ngộ. Mà giác ngộ tiếng Hán, tiếng Phạn gọi là Bồ Đề. Rồi sau này mình gọi nó là luôn là cây Bồ Đề, chứ nó đâu có Bồ Đề gì đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ngày xưa mà Phật ngồi dưới cây sầu riêng mà Phật thành đạo đó, thì bây giờ cây sầu riêng đó được gọi là cây Bồ Đề. Hiểu không? Tại vì cái chữ giác ngộ là tiếng của mình, tiếng Hán của mình. Còn cái tiếng Phạn gọi là Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Mà Phật giác ngộ ngay gốc cây đó, cho nên từ đó về sau cây đó được gọi là cây Bồ Đề. Chứ bản thân nó chẳng là cây Bồ Đề gì hết.
Nếu mà bây giờ á, ngày xưa Phật ngồi gốc mít, gốc xoài, gốc ổi gì đó, Phật thành đạo thì bây giờ cây xoài, cây ổi, cây mít, cây mận đó mình gọi là cây bồ đề. Ví dụ hồi xưa mà Phật ngồi cây cột cái cột này mà Phật thành đạo, gọi cây bồ đề, từ đó về sau mình sẽ gặp cây cột kêu cây bồ đề. Hiểu ý không? Bồ đề là giác ngộ. Cho nên khi Phật ngồi dưới gốc, khi mà Phật giác ngộ, Phật bừng tỉnh ra tất cả mọi chân lý rồi, Phật mới thốt ra câu: lạ thay, hay thay, hôm nay ta mới phát hiện ra một điều rằng tất cả con người đều có khả năng giác ngộ hết. Tới khi mà Phật thành tựu được rồi, Phật phát hiện ra một điều rằng hôm nay tôi mới thấy được con người đều có khả năng mà trước kia không có. Người ta nói tu đi, ráng phục vụ cho tôi, mai tôi mai mốt chết tôi cho về trển làm người hầu cho tôi. Cho nên mình đã xin được làm người hầu cho Phật mà không dám làm Phật. Nhưng mà đạo Phật khác, đạo Phật xác định với mình là mình có khả năng thành Phật. Thành Phật là thành gì? Có khả năng thấy biết sáng suốt, sống an vui giống Phật. Ai cấm mình trường đó? Thí dụ bây giờ quý vị ngồi đây nè, không có ai có quyền cấm mình không được ăn chay hết á. Chỉ có tự mình cấm mình thôi. Tôm ngon quá mà bắt tôi ăn chay đâu có được. Tự mình cấm mình chứ không ai cấm mình. Mình có quyền ăn chay, nghĩa là mình có quyền thành Phật. Thí dụ như á, mình cũng biết hết chứ, tức giận là xấu, giận lên nói bậy rồi nó hư chuyện, biết hết á. Biết gọi là giác, phải không? Nhưng mà quên. Cho nên khi nào mà chửi xong rồi, trời ơi, đó, phải chi bữa đó tôi nhịn đâu có chuyện. Tới hồi ta nhắc ra mới ngộ. Rồi, trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên. Cõi lãng quên là cõi gì? Ngồi đâu không biết mình đang ngồi, ăn không biết mình ăn, uống không biết mình uống, nói không biết mình nói gì, nói bậy nói bạ. Có nhiều người uống ly cà phê mà suy nghĩ quá trời quá đất, uống ly cà phê mà không có thật sự thưởng thức ly cà phê, ăn cơm mà không có thật sự thưởng thức cơm. Cho nên thưa đại chúng á, thức ăn á, có nhiều khi chỉ là cơm với nước tương thôi, mà ăn mà vui mà ngon á, ở trong cái lưỡi mình nó tiết ra cái dịch bổ dưỡng. Cho nên có quý vị thấy có nhiều đứa nhỏ không, nó ăn cơm nước tương từ nhỏ tới lớn mà uống nu à. Có những đứa con người ta nuôi á, trời ơi, nó ăn tôm ăn thịt từ nhỏ tới lớn mà nó ốm tông ốm teo à. Tại vì cái đứa mà nó ăn cơm nước tương là nó ăn cơm thật sự nó ngon, nó thích, cho nên nó ăn mà nó bổ. Còn cái đứa mình ta ăn quá trời thứ mà nó ăn với phiền não, ăn với khổ lụy, cho nên nó ăn bổ. Đừng có nói ăn chay ốm nha. Quý vị thấy mấy thầy chùa đây đâu biết được. Ăn chay không có ốm, tại vì mình ăn với niềm vui. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên. Cõi lãng quên tức là mình sống mình quên là cái giây phút hiện tại. Không có cái giây phút nào nó quý bằng cái giây phút hiện tại. Hôm qua xong rồi, không bao giờ sẽ có ngày hôm qua nữa. Ngày mai chưa tới. Cái mình đang có là chỉ có hôm nay thôi. Mình chỉ có hôm nay thôi, mình không có ngày mai mà mình cũng không có ngày hôm qua. Hiểu như vậy cho nên mình sống hết lòng với ngày hôm nay. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ. Giới định tuệ là nãy mình nói đó, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến đó. Mà thưa đại chúng, ba cái này là cái thềm thang để tu nè. Giới định tuệ đó, người nào muốn thành tựu được con đường tu hành của mình là không ngoài ba cái này đâu. Quay về trong tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là giác ngộ. Thì nói tóm lại, cái bài dân hương này chứa đựng cái nghĩa rất sâu sắc, và đặc biệt là cho chúng ta thấy được cái pháp tu của mình ở trong một cái bài kệ dù chỉ có mấy câu. Cho thưa đại chúng á, Pháp Hòa thưa cái này rồi đại chúng để ý nha.
Nếu như mình là một thật Phật tử hay là một người mà thật tâm muốn học hỏi mà tu tập á, để chuyển hóa mình á, một câu danh hiệu Phật thôi cũng đủ đạo lý để mình tu rồi. Pháp Hòa ví dụ một câu nè: Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát, câu đó thôi đủ đạo lý để tu rồi đó. Một vị Bồ Tát thường hay vui vẻ, mà nếu mình sống ở đời mình nương vào cái hạnh của vị Bồ Tát này là đủ mình tu rồi. Hay là mình cái câu này nè: Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát, con xin kính lại vị Bồ Tát thường xuyên kính trọng mọi người và không bao giờ khinh dễ ai. Nhiều đó thôi. Cho nên một câu danh hiệu Phật, một câu danh hiệu Bồ Tát là một pháp tu. Chỉ cần mình cho nên cái người mà có cái đạo nhãn, thay vì mình nhục nhãn là mình thấy gì cũng đời hết á, bây giờ mình lấy con mắt đạo nhãn mình nhìn á, Phật nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn mình nhìn là mình thấy cái gì nó cũng đều là bài học cho đời mình hết. Bài học cho cuộc đời mình hết. Có một bữa đó, mấy chú đi trên xe với Pháp Hòa đó, thấy đường trơn thẳng vậy nè. Thì Pháp Hòa mới nói, tuy các con thấy con đường nó đi thẳng vậy nè, nhưng khi mình lái xe không thể buông tay lái. Mặc dù đường nó có gồ ghề, nó không quanh co, nhưng mà hãy buông tay lái là sao? Cái xe mình nó lệch lạc liền. Cũng như thế, con người chúng ta tuy cuộc sống ở đây giờ nó bình lặng, nhưng chúng ta lúc nào cũng phải có chánh niệm. Đừng có thấy mình đang có việc làm tốt này, tiền lương tốt này rồi mình phung phí. Sự sụp đổ của một cái cơ quan nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Sóng thần, tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào. Và quý vị thấy, thí dụ như chỉ cần một cơn sóng thần ở đâu đó thôi, không phải nước của mình, nhưng mà cả thế giới ảnh hưởng. Vậy thì chúng ta sống lúc nào chúng ta cũng phải có cái sự tỉnh thức, chánh niệm. Có của đừng xài hết, đừng phung phí. Tại vì chúng ta phung phí, khi cái phước nó hết thì cái nghiệp nó tới. Mà khi cái nghiệp chúng ta nhiều quá mà chúng ta ngồi chúng ta than á, không có giảm nghiệp, mà tự chúng ta tu chúng ta mới giảm nghiệp được. Trừ khi chúng ta có tiền của chúng ta bố thí, bố thí để chuẩn bị cho cái gieo cái phước tiếp tục. Cho nên là đời này mình có tiền đó, tu tập để chuẩn bị cho ngày mai. Cho qua một cái bài kệ ngắn, nhưng mà nếu chúng ta có cái sự quán chiếu thâm sâu thì chúng ta vẫn tìm ra được những cái đạo để chúng ta tu theo cái bài kệ đó. Ví dụ như có cái bài kệ này hai câu à. Cái bài kệ rửa chân. Ở đây ai hay rửa chân á. Có cái bài kệ rửa chân nè: Sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Thì một hôm mà đọc cái bài kệ đó lên thì có một vị ngồi cười quá trời cười luôn, là vì cái bài kệ gì nghe nó không có hay gì hết. Sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Pháp Hòa mới giải thích. Pháp Hòa mới nói á, thí dụ cái chân của mình nó dính một chút dơ, cả người mình khó chịu nhé. Tự nhiên cái ngón chân dơ chút mà cái tâm bực. Như vậy thì chỉ cần ngón chân nhỏ xíu mà nó sạch thôi là cái tâm mình nó an ổn. Đó là nói về giữa mình với thân tâm. Còn nếu mà nói về pháp giới sống với nhau đó, thưa đại chúng sao biết không, một cái chuyện nhỏ mà mình làm cho nó an lạc được á, thì cả cái nhà lớn của mình nó yên. Sự an lạc của ngón chân, niềm an lạc của thân tâm. Quý vị kiểm có phải không? Cái ngón chân mà nó xước một chút thôi, trời ơi mình khó chịu, mình bực bội. Thì thế thì mình cứ nhớ rằng, một việc nhỏ mình không làm cho nó ổn được thì cái việc lớn nó sẽ hư hết. Một con người sống trong chúng mà không an tâm, tâm không ổn, cả chúng nó loạn lên.
Để ý coi, một người trong gia đình mình mà lúc nào cũng thích quậy sóng gió hết thì cả nhà làm sao yên được. Đi làm mới vừa bước vô nhà, người ta hỏi ăn cơm không, thấy thì biết rồi, hỏi gì nữa. Trời đất ơi, người ta có lòng, người ta hỏi mình ăn cơm không, thì mình chỉ cần nhẹ nhàng mình nói ăn với bụng rồi, nó có gì đâu mà phải trả lời một câu như vậy. Để rồi đó, sự an lạc của ngón chân là niềm an lạc của thân tâm. Mình chỉ cần nói dạ ăn, đói rồi, mắc chi mình phải nói thấy thì biết rồi, hỏi gì nữa, tự nhiên người ta cục hứng đó. Rồi bây giờ quý vị thấy không, một câu kệ có hai, một cái bài kệ có hai câu thôi mà cả một quá trình tu tập. Một người ta lỡ lời, ta nói mình có một câu thôi mà mình ghim cái câu đó cho tới già tới chết, có phải là mình không an lạc đó? Sự một ngón chân nhỏ xíu, nó xước chút thôi mà cả thân tâm bất an. Rồi thì bây giờ Pháp Hòa nói như vậy rồi, đại chúng thấy cái tu của mình chưa? Nó đâu có gì mà ghê gớm lắm đâu, chỉ có nhiêu đó đủ tu rồi. Hôm rồi Pháp Hòa qua Mỹ đang giảng, có sư cô nói thầy ơi con có ý kiến, con hỏi thầy vậy chẳng hay ý kiến thầy sao. Pháp Hòa mới đùa và nói dạ hỏi thì xin nói, nhưng mà nói rồi cũng nói lại, hỏi thì nói nhưng mà nói xong rồi tự nói với mình, ý kiến của tôi, cái ý của tôi chẳng qua là ý của một con kiến, cho nên quý vị có nghe hay không tôi cũng không buồn. Rồi Pháp Hòa thưa vậy rồi đại chúng mai mốt mình góp ý với ai đó, mình nói tôi có ý kiến mà người ta không nghe, đừng buồn, tại vì ý của tôi, ý của mình chỉ là ý của một con kiến. Hiểu, sống được như vậy rồi, sống cả đời sống bình an. Tự mình tụng kinh cầu an cho mình. Cho nên ngày sống được vậy thôi là mình có thời kinh cầu an rồi đó. Chúc đại chúng lúc nào cũng an. Xin thầy giúp giùm, con trai con nó mới có bạn gái, mà hai đứa nó con coi cái tuổi nó kỳ dữ lắm. Bây giờ thầy có cách nào thầy giúp cho con? Thầy bảo giúp bằng cách nào, không lẽ thầy kêu tụi nó đứng chung nhau? Thì Pháp Hòa mới nói rằng á, cô đã từng thấy bao nhiêu cặp vợ chồng ở trên đời này, người ta cũng coi ngày, coi tuổi, coi tháng, coi năm, đủ thứ hết, ta coi phải nói là coi kỹ nữa. Mà rồi có cặp nào ăn bền ở kiếp đâu, cũng có những cái chuyện trục trặc nó xảy ra. Cho nên không phải cái vấn đề coi ngày coi tuổi, cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, bây giờ nếu nó thương rồi, cô nói nó chịu bỏ không? Không, mà cô nói mà cái điều nó không có hợp tình hợp lý, tự nhiên nó không, nó đàng hoàng với nhau, rồi cô chỉ coi cái tuổi và cô chia rẽ, chưa chắc nó đã chịu cái lý của cô. Chi bằng á, cô nghĩ rằng nếu mà là cái phước của mình thì sao cũng là phước, mà nếu là nghiệp của mình, nợ của mình, thì sao nó cũng là nợ của mình, chứ không phải coi ngày coi tuổi mà được. Thôi thì bây giờ á, nếu mà cô lo, cô ráng cô tu đi, cô ráng cô tu, cô tạo phước, cô hồi hướng cho con. Rồi cô trong cái nhẹ nhàng, cô hướng dẫn các con tạo phước cho chính bản thân mình. Thưa đại chúng, ở trên đời nó có ba chữ người ta thường nói: phước, lộc, thọ. Ai cũng muốn có lộc, tức là có tiền, có của, có con, có cái, ai cũng muốn cái điều này. Rồi ai cũng muốn tuổi thọ, tức là sống lâu, khỏe mạnh. Nhưng mà hai cái này nó từ đâu mà nó ra? Từ cái gì? Từ cái phước. Cho nên chữ phước đứng đầu. Cái lộc cái thọ là điều ai cũng muốn, nhưng mà nếu mình không có phước thì lấy gì mà có lộc có thọ. Pháp Hòa ví dụ nè, bây giờ lẽ ra mình khỏe, nhưng mình không có biết, không có cái phước để nhận định cái nào đúng cái nào sai để mình làm. Có tiền mà không biết giữ, xài phung phí. Có sức khỏe mà không biết giữ, phung phí, thì có phải là mình mất phước không? Mà mình xài phung phí tuổi thọ tiền bạc của mình thì lộc mất mà thọ mất. Bởi vì xài phung phí cái sức khỏe của mình, ăn chơi, là mình làm những cái điều không đúng thì tổn hại tới sức khỏe của mình. Cho nên phước á, là do mình có phước mới có tất cả. Người không có phước là không có gì hết.
Ví dụ bây giờ mình hay than nói trời ơi tôi khổ quá, tôi vô phước ghê. Nhưng mà nhìn kỹ coi, mình có phước mình mới được ở đây. Mình khổ mặt này nhưng mình phước ở mặt khác. Cho nên cái phước nó là phước phần. Phước phần có nghĩa là phước nó có từng phần chứ không phải toàn vẹn. Mình mà toàn vẹn thì mình là thánh, là tiên, chứ không phải mình là người phàm. Mà người phàm phu của mình mà được phước phần là mừng rồi. Thí dụ như mình được cái phần con cái nó học hành tới nơi tới chốn là phước. Nhưng mà ngược lại nó không thương mình, thiếu cái phần đó. Thì thôi bây giờ suy nghĩ vậy nè, để đỡ buồn. Thôi nó không thương mình đâu cũng không sao, miễn nó nên người, nó học hành tới nơi tới chốn, nó có tiền, nó làm, nó ăn đủ, nó không báo mình. Có nhiều đứa nó không học hành được, nó không thương mình mà nó báo mình nữa, cái đó còn khổ nữa. Phải quán chiếu như vậy để thấy cái phước của mình. Để làm chi? Để mình sống, mình bằng lòng và mình vui vẻ. Thành thử ngày nào cũng là ngày mới, mà năm nào cũng năm mới. Thành người ta chúc mình cái là mình thành tựu. Thì chúc chị năm nay mọi điều như ý. Sở dĩ mình khổ là tại mình không có như ý gì hết trơn á. Mình vui là mình bằng lòng, cái gì mình cũng như ý hết là mình vui. Thôi đại chúng ở chùa Trúc Lâm mình đây chật chội lắm. Quý vị thấy nó vậy chứ nó chật chội lắm. Mỗi một lần có khách là không biết để đâu ngủ đâu nữa. Tội nghiệp mấy Phật tử ở xa tới. Năm nay nè có Phật tử bên Hàn Quốc qua ăn Tết với mình nè, có Phật tử bên Mỹ qua ăn Tết với mình nè, có những Phật tử xa tới ăn Tết. Mà tội nghiệp quý vị lang thang xách giỏ đi, đêm này ngủ góc này, đêm kia ngủ chỗ kia. Mình thấy mà mình đau lòng xót dạ, mà biết làm sao giờ. Nhưng mà Pháp Hòa xin lỗi quý vị. Quý vị nói thầy ơi, hồi xưa Phật ngủ ngoài đường, mình bây giờ ngủ trong chùa là có phước rồi. Đó. Thành thử ra nếu mà mình bằng lòng á, cái gì mình đang có cái tự nhiên mình vui à. Còn chữ khổ là gì? Khổ là do mình không thích, mình không bằng lòng. Thật sự vui vẻ đó, hạnh phúc là do mình chấp nhận những gì mình đang có. Ví dụ như bây giờ mình bệnh, mình nói mình trời sao tôi vô phước tôi bệnh hoài. Nhưng mà phải nghĩ rằng bệnh ở xứ này có bác sĩ, có thuốc. Tuy chết không chết, bệnh nặng đúng bệnh nặng, mà nó có thuốc, nó cầm cự, nó chữa điều bệnh mình, cũng là cái phước. Cho nên mình phải quán chiếu như vậy, để mình thấy rằng cái điều mà người ta chúc mình không phải là nó không có gì hết. Ta chúc là một việc, nhưng mà cái quan trọng là mình có cái phước để mình nhận diện, mình tu tập. Để mình tu tập. Năm nào mình cũng cứ hết chu kỳ cái là mình nói năm. Cũng giống như là sắp sửa đây tháng 4 đây, cái mà hết chu kỳ mùa đông cái mình kêu mùa xuân, là do mình đặt ra. Mình quy định như vậy gọi là mùa xuân, như vậy gọi là mùa thu. Chứ bản thể của vũ trụ này không có gì xuân hạ thu đông hết. Do chúng ta đặt để rồi chúng ta cho nó một cái tên. Để chúng ta chi? Để chúng ta có một cái hướng thay đổi. Ví dụ như ai mà xui đó, cái mình nói sao thôi ráng thì còn có mấy bữa nó hết năm rồi, năm tới chịu khỏe. Cái người kia không ráng sống kệ đau đau. Lần lần vậy cái bước qua năm mới cái là mình có một cái vui vẻ, cái phấn chấn là mình đã đi sang một năm mới. Thành thử ra mình đặt ra một năm mới là cũng cái ý nghĩa là để giúp cho một con người sống có hy vọng, sống có niềm tin. Người sống mà không có niềm tin thì khó làm được việc. Vì không tin gì hết. Bản thân mình cũng không tin. Cái đó gọi là tự tin. Mình phải tin mình gọi là tự tin. Mình phải tin những người xung quanh mình gọi là tin người. Tự tin, tin tha, tin tha, tức là tin người. Rồi mình tin nhân là mình tạo cái điều tốt thì nó sẽ ra cái quả tốt gọi là tin quả. Tin nhân, tin quả, tin mình, tin người, tin sự, tin lý. Đó là 4-6 cái cách tin. Giống như là người ta đặt ra 12 con giáp. Cái người nào thành tử ra quý vị biết không? Mình gặp người nào mà tuổi Tý, cái này
Trời ơi, tuổi anh sướng lắm. Hỏi sao sướng? Ăn không à? Vậy chuột xa hủ nếp. Rồi thì hỏi chị tuổi gì mà chị nói chị khổ? Nó tôi tuổi thân. Nhưng mà nói cho cùng á, cái người mà không bằng lòng với cái gì mình đang có đó, cho dù tuổi gì rồi cuối cùng cũng thành tuổi thân hết. Mà thưa đại chúng, từ cái tuổi thân nó lần sang cái tuổi tỵ. Quý vị hiểu chữ đó không? Tí sửu dần mẹo thình tỵ ngọ mùi, thân dậu tuất khởi đó. Mà tuổi thân đi lan tuổi tỵ thì gì biết không? Từ cái mình thấy mình buồn, mình không có hạnh phúc, mình thiếu này, mình sót kia, mà mình thấy ai có là mình ganh, cho nên tuổi tỵ. Từ tuổi thân lần sang tuổi tỵ, ganh tỵ. Nhiều khi mình nói một cách rất là đơn giản, ôi tôi thiếu gì tại tôi không thèm. Nhưng mà thật sự trong bụng mình nói ước gì tôi cũng có được một chút. Rồi mình ở cái xứ này ai không cực. Mà đừng nói xứ này, đã là con người là phải có sự sống. Mà muốn có sự sống thì phải gì? Đi làm. Người làm ở trên cái bàn á, thì nó nặng cái đầu. Người làm ở trong cái warehouse, trong những cái cơ sở thì nặng cái thân. Chứ ai không cực. Nếu mà nói cực thì người nào không cực hết á. Quý vị thấy em tôi em sướng không? Quý vị có muốn tôi giống em không? Vô đây ngày rồi biết. Đâu phải làm một người, một vị xuất gia rồi là coi như là cứ ngồi đó lắc chung cái xuống mô Phật ăn cơm. Ăn xong lên phòng nằm ngủ rồi. Trời ơi, không có yên. Rất là nhiều việc phải quan tâm, phải lo nghĩ. Nhất là mình là một người có trách nhiệm. Đêm hôm này, ngày hôm qua giao thừa xong là cả chùa đi ngủ lúc 5 giờ sáng. Rồi thì 6 giờ là Pháp Hòa đã dậy rồi. Tại vì Pháp Hòa có thói quen là cứ sáng mùng 1 Tết là phải dậy thật sớm. Sạch sẽ rồi thì lên thắp nhang, nấu trà, cúng Phật, cúng tổ, cúng các bàn thờ, chư hương linh. Rồi ngày hôm qua cũng tới khuya. Sáng nay là Pháp Hòa biết là có lẽ là bao nhiêu đám cúng cũng phải ngồi dậy lo. Lo dưới bếp không biết thức ăn như thế nào. Khuya giao thừa xong cũng phải đi xuống điên vòng coi mọi việc đã yên chưa, để sáng mùng 1 là Phật tử tới. Nếu mà nói lo thì không ai không lo hết. Nếu mà nói cực thì không ai không cực. Cho nên tuổi gì không cần biết, cuối cùng cũng tuổi trâu. Giờ mình có một tuổi thôi. Một là mình bằng là mình chấp nhận, mình không bằng lòng cái mình đó. Mình tuổi trâu, mình không bằng lòng, mình chọn tuổi thân. Mà nó khổ cái tại sao những cái vui cũng chọn, mình cứ chọn cái khổ không à? Quý vị để ý cái, con người của chúng ta là sống mà lúc nào cũng muốn hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng mà mình cứ để ý cái negative. Thí dụ như người ta mắng mình câu, nhớ hoài. Mà người ta làm một việc tốt, nhớ. Ví dụ mình tụng câu kinh nè. Ví dụ mình tụng câu kinh đi. Đệ tử nguyện sáng lòng là làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Không nhớ. Nhưng mà nếu người ta nói một câu gì mà nặng với mình phải nhớ hoài, nhớ không quên. Thật ra cái khổ của chúng ta là chúng ta cứ chú tâm và nhớ những gì mà nó rất là tiêu cực, không đáng nhớ. Năm nay là năm con gà. Thì ở trong dân gian của chúng ta cũng có nhiều hình ảnh về con gà. Người ta biết về những cái tập tính của con gà mà chúng ta dùng nó để làm những cái câu nói. Chẳng hạn như người ta khuyên anh em sống phải hòa thuận, mọi người sống phải vui vẻ với nhau, đừng làm xấu hổ nhau.
thì ta nói là sao? Gà nhà bôi mặt đá nhau. Rồi người ta muốn, người ta muốn nói lên cái người mà viết chữ xấu, viết chữ như gà bới. Rồi nếu con gà đó, mà không phải riêng con gà, mà hầu như những con vật trong 12 con giáp đó, nó đều có những cái hình ảnh trong cái cuộc sống nhân gian của mình. Cho nên cái vấn đề mà con này con kia, tuổi con này con nọ là do mình đặt, con người mình đặt ra. Chứ không có tiên thánh nào bước xuống thì thấy anh tuổi tỵ tuổi tí vậy đó. Mình đặt ra, mình quy định một cái, một cái vấn đề nào đó, rồi bắt đầu mọi người sống theo cái thứ lớp đó. Ai sanh ra năm đó, ví dụ như người nào mà sanh mới tháng giêng này mà sanh nè, cái bắt đầu mình nói này đậu gà. Rồi đứa nào mà sanh giữa năm nó giữa con gà, rồi đứa nào mà sanh cuối năm cái này trọn con gà đó. Rồi thí dụ như đứa nào mà nó sắp sửa bước qua, mình đã bước qua 2017 rồi nhưng mà vẫn còn nằm ở trong thân, mà đứa nào mà sanh tháng chạp vừa rồi đó, thấy không? Thành thử là khi hỏi tuổi nó sanh năm mấy, nó sanh 2017, cái mình tưởng nó tuổi Dậu, nhưng mà hỏi kỹ lại cái ngày tính rồi mình tính ra nó còn nằm ở trong năm thân. Thành thử là nói ra thì người ta tưởng nó tuổi Dậu, mà tính kỹ thì nó tuổi Thân. Trường hợp vậy kêu chịu oan. Chịu oan có nghĩa là nói ra mà nó không đúng. Ai nói ra 2017 thì tưởng đâu là tuổi Dậu, nhưng mà tính kỹ rồi nó là nằm, tuy bước sang 17 rồi nhưng mà nó vẫn còn nằm của cái năm Bính Thân. Chịu oan tức là nói ra bị oan, nói vừa con khỉ mà nó cũng bị người ta nghĩ nó con gà. Ngày xưa trong cái phim, trong cái truyện tích Trọng Thủy Mỹ Châu, xin lỗi, Sinh Tinh Thủy Tinh, lúc mà đi hỏi cưới, hỏi cưới cô Mỹ Nương, thì ông vua Hùng ông mới ra là phải đi trăm bánh chưng rồi trăm bầu rượu gì đó. Thì trong đó có cái câu gọi là cái gì? Voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín gì? Ngựa chín hồng mao. Thì người ta tưởng đâu là, tại vì Pháp Hòa nói cái con gà đó, tưởng mà kiếm con gà có chín cái, voi chín ngà, gà chín cửa, tưởng gà chín cửa, hay là con ngựa, con voi nó có chín cái ngà. Nhưng mà thật sự khi mình tìm hiểu kỹ đó, thì cái chữ chín ở trong cái cổ tích này thì không có nghĩa là số 9, mà nó có nghĩa là chín chắn. Sự chín chắn là gì? Là nói lên sự trưởng thành. Ví dụ như con voi á, cái ngà của nó phải già thì con voi voi đó mới đủ sức mạnh. Nếu mà con voi non thì ngà nó non thì con voi đó chưa đủ sức để ra chiến trường. Cho nên con voi đó phải chín chắn, phải trưởng thành. Con gà đó phải chín chắn, trưởng thành. Và chín hồng mao đây á, không phải là chín cái đốp lông ở trên cái đầu con ngựa, chín cái đốm tóc, mà là một cái dãy tóc đều đặn. Thì xưa nay mình cũng hiểu chữ chín đây là voi chín, số 9, 1, 2, 3, 4, tới 9 cái ngà. Con gà có 9 cái cửa và con ngựa có 9 cái hồng mao. Nhưng mà khi tìm hiểu rồi thì mình mới hiểu rằng chữ 9 này có nghĩa là chín chắn, để nói lên sự trưởng thành. Hay nói một cách khác là con ngựa đó phải, con ngựa đó, con voi đó và con gà đó, nó phải đủ sức mạnh. Thì con ngựa nó chưa đủ cái hồng mao thì con ngựa đó chưa phải là một con ngựa giỏi, vân vân. Cũng giống như Việt Nam mình đó, mà chê người nào mà còn non, nói sao, hỉ mũi chưa sạch, mặt muốn ra sữa. Thí dụ vậy đó. Mà người nào mà trưởng thành dày dặn, mình nói sao, người đó rất là chín chắn. Thì ở đây cái chữ chín chắn, cái chữ chín này là có nghĩa như vậy. Bây giờ mình nói á, thật sự ra trong nhân gian mình có rất nhiều
có rất nhiều những cái rất nhiều những cái câu ca dao tục ngữ nói về những con vật như vậy. Hôm nay nhân con gà, Pháp Hòa trích một cái đoạn kinh nói về con gà để chúng ta có thể hiểu được. Đức Phật á, thường dùng những hình ảnh của con này con kia để nói lên sự để hướng dẫn chúng ta trên cái sự tu tập. Trong một bài kinh Đức Phật nói như thế này, trong kinh Tăng Chi, một vị tỳ kheo mong mỏi được giải thoát khỏi các phiền não, nhưng nếu vị ấy không chịu nỗ lực tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy đồ bồ đề phần, bát thánh đạo, thì sự mong mỏi của vị ấy không thể nào thành tựu được. Cũng giống như quả trứng gà, nếu không được ấp đúng cách thì không thể nào nở ra gà con. Ngược lại, nếu vị đệ tử tu tập các pháp ấy sẽ được giải thoát khỏi phiền não, không có chấp thủ. Cũng ví như người thợ mộc biết cán búa mình bị hao mòn, hay như chiếc thuyền đi biển mắc cạn suốt mùa đông, bị gió mưa làm hư dần và mục nát. Ở đây Phật đưa hình ảnh là con gà ấp trứng. Vì con gà nó phải ấp đủ thì cái trứng nó mới nở. Người tu của ta cũng vậy. Ví dụ như bây giờ mình cứ nói hoài tôi muốn hạnh phúc, tôi muốn bình an, nhưng mà thiệt sự ra mình chưa thật sự mình tu tập để mình có bình an. Thế nào là tu tập? Nếu mình muốn bình an, mình muốn giải những cái xui rủi của mình, những cái phiền não của mình, thì mình phải làm sao? Phải thúc liễm ba nghiệp thân miệng ý. Có nhiều vị nói tôi còn sân si lắm, khi nào tôi hết sân si tôi mới tu. Nhưng mà nếu mình không có chịu tu tập, mình không có chịu thay đổi thì làm sao mình hết? Cho nên mình muốn cái gia đình mình hạnh phúc thì tự mình phải đổi đi những cái tật của mình, những cái khó khăn của mình, thì mình mới có thể làm cho người khác hạnh phúc được. Thí dụ như bây giờ ở trong chùa, các đệ tử mới nói trời ơi con muốn cho thầy vui vẻ, sống khỏe, sống lâu. Thì tất cả đệ tử trong chùa phải trên thuận dưới hòa, mọi việc nó phải yên xuôi thì thầy mới có thể yên lòng đi Phật sự các nơi xa. Mình biết rằng ở nhà đệ tử mình đã trưởng thành và đã có thể tiếp nối mình làm những công việc cho bổn đạo tại địa phương thì thầy mới yên tâm được. Cũng như vậy, mình muốn cha mẹ mình an hưởng tuổi già thì con cái sống phải hài hòa, sống phải có cái chánh niệm. Nói chung lại, chúng ta muốn làm một việc, nhưng mà nếu chúng ta không có tự mình cải đổi thì cái điều mong muốn của chúng ta không bao giờ thành tựu. Đó là một sự thật. Cho nên tu theo Phật á, giáo pháp của Phật á, phải đến để mà thấy, phải đến đây mới thấy. Giáo pháp của Phật không thể chỉ nghe, mà phải quán chiếu, phải tư duy, phải thực tập rồi mới hiểu được. Ví dụ như mình nghe người ta nói ngồi thiền tịnh được tặng lặng cái tâm, mình không bao giờ ngồi thiền, nói tôi ngồi đau chân quá, chắc tôi không có duyên. Có ai mà ngồi mà không đau chân nếu người đó lần đầu tiên ngồi? Tôi ngồi mỏi lưng quá. Tất cả những cái đau chân mỏi lưng đó, hay là tâm mình loạn đó, nó là chính là mình đó. Bây giờ mình muốn tịnh tâm thì mình phải ngồi để mấy cái đó nó lắng. À, một cái bình nước mà mình quậy như vậy nè, để buông tay ra, nó cũng phải quay vòng vòng mấy chục dạo rồi bắt đầu từ từ nó mới lắng. Chứ làm sao mình rút cái tay, chiếc đũa mình ra mà nó lắng liền cho mình được? Tâm mình cũng thế thôi. Cho nên mình cần có thời gian, cũng giống như con gà ấp trứng. Muốn nở được các cái con gà trong cái trứng đó thì phải có thời gian tu tập. Như Đức Phật chỉ, không có tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo gì đó thì làm sao mình có thể. Thí dụ bây giờ mình muốn gia đình mình an vui,
Hay là sao tôi xui quá, tôi bị người ta đôi chối hoài. Tại mình không có chánh ngữ, mình không có chánh kiến, mình không có chánh tư duy. Nhiều đó thôi là mình thấy mình sai lầm rồi. Chánh kiến là phải thấy đúng, chánh ngữ là nói đúng, chánh tư duy là nghĩ đúng. Vì mình thấy đúng, mình nghĩ đúng cho nên mình sẽ nói đúng. Mình thấy sai, mình nghi ngờ là mình suy nghĩ sai đó, thì mình sẽ nói sai. Mà chính cái sai đó nó làm mình hối hận. Mà cuộc đời này mình hối hận nhiều lần lắm rồi, do cái sự hớ của mình nói những điều nó không đúng mà mình bị hoài. Mình bị hoài thôi. Bây giờ đây, một đức tánh khác của con gà. Thứ nhất, gà trống đi nghỉ ngơi đúng lúc đúng thời, vị hành giả thiết tha tu tập cũng như thế. Vị ấy nên quét dọn sân của tháp đúng thời đúng lúc, rồi nên cung cấp nước uống, nước rửa, nên chăm sóc cơ thể, nên tắm rửa, nên đảnh lễ tam bảo, nên đi thăm viếng các tỳ khưu trưởng lão, rồi nên đi vào nơi trống vắng đúng thời đúng lúc. Thưa đại chúng, con gà nó ngủ đúng giờ lắm, nó thức đúng giờ lắm. Ngày xưa, thời xưa Việt Nam mình không có đồng hồ, thì mỗi lần mình làm việc thì mình nhờ cái gì? Nhờ tiếng gà gáy. Nghe tiếng gà gáy thì mình biết là sáng rồi, mình thức. Qua đây mình không còn nghe tiếng đó nữa, phải không? Khuya hôm qua có một Phật tử Việt Nam gọi thăm, và trong khi nói chuyện thì Pháp Hòa nghe cái tiếng gà gáy buổi trưa. Vì dịp khuya bệnh đây lỡ bệnh trưa mà nghe nó gáy mà mình vui, thiệt là vui. Tại vì lâu lắm rồi mình không nghe được cái tiếng đó. Mình nghe cái tiếng đó mình cảm giác là mình đang ở vườn, mình đang ở dưới quê. Cho nên đó là Đức Phật nói á, con gà nó ngủ đúng thời đúng lúc, nó dậy đúng thời đúng lúc, thì người tu mình á, hay là nói chung là tất cả chúng ta làm việc gì cũng phải đúng thời đúng lúc thì gọi là đúng. Có nhiều khi mình nói tôi làm vậy không biết có đúng không. Thật sự thưa đại chúng, trên đời này không có cái đúng nào toàn vẹn và tuyệt đối đâu. Chỉ có cái điều là nếu chúng ta làm đúng lúc thì là đúng. Ví dụ mình thấy một người té, mình thấy một người té thì đấy là đúng lúc mình phải giúp. Người đó rất là già, đúng người mình giúp. Và người đó té đang gãy chân, trật gân, mình không thể đứng dậy, đúng việc, lúc đó đúng. Có nhiều khi mình nói để tôi sáng nay tôi lái xe lên chùa, nhưng mà đang trên đường đi thì người thân mình có việc hay bạn bè có việc, thì lúc đó nhiều khi mình cũng phải, việc đó quan trọng hơn cả việc đi chùa. Còn nếu mình là một người ở trong chùa mình tu á, thì mình phải sống theo cái chương trình. Ví dụ 5 giờ sáng thức, 6 giờ ngồi thiền. Mình thức mình làm công chuyện gì đó tới khuya, mình thức nổi. Cái giờ người ta ngủ mình thức, cái giờ người ta đi tụng kinh cái mình đi ngủ, hay giờ người ta đi ăn mình đi ngủ, cái đó trong kinh, trong chùa gọi là phi thời. Phi thời là không có đúng giờ. Cho nên mình sống chung tập thể là không thể phi thời như vậy. Thí dụ tới giờ ăn là mọi người phải ra ăn, trừ trường hợp cái người đó đang có việc của đại chúng hoặc là bệnh không thể có mặt được thì phải xin phép. Chứ không phải muốn ra ăn thì ăn, không thấy có mặt, không ai biết lý do gì, không có đúng luật. Người đó thí dụ buổi trưa hôm nay chúng sai đi làm việc là phải báo á, con xin phép hôm nay con đi việc cho đại chúng, con không có dự giờ trưa. Để chi? Thứ nhất là người ta khỏi phải lo phần của mình, hay là người ta không phải dọn cái chỗ đó của mình, hay là người ta không phải hoang mang là mình đã đi đâu. Thì bây giờ trong nhà mình cũng vậy, mình đi đâu phải nói người ta một tiếng để ta biết mình đi đâu. Sống chung một nhà mà ưng đi đâu cứ xách cái áo đi mà không nói gì hết, rồi cái thì vợ lo phone kiếm hoài, nó làm gì kiếm hoài, người ta không quan tâm ta kiếm chi, người ta không lo cho mình ta kiếm chi. Mà mình đi, cái lỗi của mình là đi không báo mà mình còn rầy người ta nữa.
Đúng không? Thành thử ra cái tu tập ở đây là mình làm việc gì mình phải làm cho nó đúng. Mỗi người có cái bổn phận của mình. Đó. Cho nên đó, cái hạnh của cái cách sống của con gà là ngủ đúng giờ, dậy đúng giờ. Chúng ta cũng như vậy, làm mọi việc gì nó cũng phải đúng giờ đúng lúc. Thí dụ ở chùa đó, ai muốn lên tụng kinh phi thời cho phép, nhưng mà với điều kiện là người đó không được dùng cái giờ của đại chúng. Ví dụ như giờ ăn cơm, nói con xin phép lên tụng kinh, không được. Anh muốn tụng kinh phi thời thì anh có thể tụng cái giờ nghỉ của anh, nhưng mà với điều kiện là anh không làm ồn, tức không sử dụng chuông mỏ, không lên làm ồn trên chánh điện, vì cái giờ đó không phải. Cho nên chuông mỏ đâu phải muốn thỉnh lúc nào thỉnh, thỉnh phải đúng giờ đúng lúc. Vì vậy mà Phật tử tới chùa đó không được tự ý thỉnh chuông. Cho dù mình là một Phật tử thuần thành cũng không được tới chùa cầm cái dùi chuông, thấy có Phật tử tới lễ Phật thỉnh ba tiếng chuông lên để tuân thỉnh chuông cho người ta lễ Phật. Không phải. Vì một tiếng chuông nó là một cái hiệu lệnh. Ví dụ như 10 giờ rưỡi tụng kinh thì 10:15 lắc chuông là báo cho đại chúng biết sắp tới giờ. Cái lệnh, cái chuông là cái lệnh mà báo giờ. Ở mình tới mình nói ổ cái chuông này đẹp quá, lắc thử đại chúng ta tưởng chuyện gì, ta tóc ra ta chạy. Cho nên thỉnh chuông phải thỉnh đúng giờ. Ngày xưa các hòa thượng kỹ, cho dù mình tập chuông mỏ, thí dụ mình tập chuông mỏ cũng không được lấy chuông mỏ thiệt ra sử dụng, lấy cái hộp cái chén gì đó muốn làm gì làm, nhưng không được dùng chuông mỏ thiệt. Thì tập đánh chuông trống Bát Nhã cũng không được cầm dùi đánh trống thiệt, kiếm cái gì tập chứ không cho thỉnh cái trống đó lên, bởi vì nó là cái tiếng lệnh. Mà mình tự tung mình làm như vậy thì cái tiếng lệnh này không còn giá trị, và đại chúng người ta sẽ lờn với cái những cái tiếng đó, không biết chuyện gì. Cũng giống như mình vậy đó, mình nói chơi, mình nói lợn, ví dụ người ta đang ngồi vậy, cháy nhà, thiên hạ chạy ra cười hả, nói cháy gì đâu, thôi vô đi, lần sau cháy thiệt kêu thông ra, chuyện nó đã có rồi. Đó, cái thứ hai là gì? Gà trống thức dậy đúng lúc đúng thời, tương tự vị hành giả thiết tha tu tập đúng lúc đúng giờ. Con gà nó ngủ đúng lúc đúng giờ, mình cũng phải làm việc đó đúng lúc đúng giờ. Gà trống sau khi bới đi bới lại mặt đất rồi, nuốt miếng ăn vào y như thế, vị hành giả sau khi quán xét, đi quán xét lại rồi mới nên nuốt vật thực vào, không phải để chơi giỡn, không phải vì đam mê, không phải để tô điểm, không phải để trang sức, mà chỉ nhằm duy trì cơ thể, ngăn ngừa sự tổn hại. Con gà khi nó bới thức ăn, nó bới lên rồi, nó quán, nó nhìn rồi nó ăn. Ngon cũng ăn, dở cũng ăn. Bất quá dở nó hơi nuốt hơi khó, cho nên kêu gà nuốt dây thun. Người tu cũng vậy. Khi mình ăn á, ở trong chùa mình ăn á, là mình phải quán chiếu rằng thức ăn này người ta cực khổ người ta làm nên, chứ không phải tự nhiên mà có. Bây giờ mình có mình ăn thì mình hãy ăn một cách trân trọng. Ngon cũng ăn, dở cũng ăn. Thí dụ dở chịu khó nuốt, thấy không? Nhưng mà không phí. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nói một cái việc nhỏ thôi. Ví dụ mình đi tới chùa mình ăn cơm, mình chỉ cần xuống đó là mình có một dĩa cơm mình ăn, mà mình đâu có biết rằng cái người nấu phải bỏ ra cả đêm nấu đâu. Người ta để công người ta nấu, người ta cũng muốn nấu ngon lắm, nhưng mà tại vì cái nêm nếm người ta tới đó là hết rồi, chứ có ai muốn nấu dở bao giờ. Nhưng mà tại nó không vừa khẩu vị của mình thôi, chứ người khác vừa. Người khác ta ăn ta khen ngon, mình nấu ăn mình khen dở. Thì có dở cũng ăn đi, dở bữa nay thôi bữa khác ngon. Cho nên mình, cái người tu đó, ăn là phải quán chiếu. Trong chùa mỗi bữa ăn là thay vì mình ngồi mình nói khen chê ngon dở là nhận thức ăn. Quan trọng là nuôi cái thân để mình sống thôi. Còn cái việc xin lỗi giờ nó thơm quá, nuốt khỏi cuốn họng cái nó còn thơm nữa không? Nó ngon quá chừng, để vô miệng nhai xong nuốt cái nhả ra không ai dám lấy.
Hồi nãy để trên bàn là dành đó. Nhưng mà qua khỏi cuốn họng rồi thì không ai muốn nữa hết. Thành ra cái dơ cái sạch gì đâu. Rồi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta học được một cách nữa của con gà. Con gà nó xới và nó nhìn kỹ rồi nó ăn. Mình phải quán chiếu nghe, cái gì ăn được bệnh tật, nó làm cho mình bệnh tật thì không nên ăn. Đức tính thứ tư là gà trống dầu sáng mắt cũng bị mù mờ ban đêm. Vị hành giả cũng nên như thế, dầu không bị mù cũng nên như vừa là bị mù. Dầu ở trong rừng hay đang đi khất thực phải mù với sáu căn. Cái câu này nè, giống Việt Nam mình đó, thấy cái gì mà không rõ ràng cái ta kêu gì? Quán gà. Phải không? Nhìn cái gì không rõ thì kêu quán gà. Bởi vì con gà ban đêm nó thấy không có rõ. Đức Phật nói mình tu cũng bắt chước nó một chút. Nhiều khi mắt mình đang sáng rực vậy nè, nhưng mà đi shopping mà cái điều nào nó không cần mù ấy. Ý Phật nói vậy đó. Cái gì không cần thiết mù đi. Người ta nói xấu mình, đấy mình biết rõ ràng đang nói xấu mà mình nghe là mình bực á, biết đi. Đi khỏi chỗ khác liền để khỏi nghe. Mà mình khổ một cái, hình như tôi á, cái bắt đầu mình giả bộ, mình tới mình dọn bàn, mình lau ghế rồi để mình nghe ngóng. Vậy để chi phải không? Để nó làm phiền cái lỗ tai mình. Mình abuse cái lỗ tai mình. Cho nên Phật nói là con gà đó, ban đêm nó mù mờ thì người tu của ta dù mắt đang sáng, tai đang tỏ, mũi đang ngửi rõ, nhưng cái gì không cần thiết điếc nó đi. Điếc cái tai đi, mù con mắt đi. Bởi vì chúng ta khổ, chúng ta phiền não là do cái gì? Do mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý hàng ngày mình tiếp xúc. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thí dụ như là cái bao thơ á, lì xì á, người của mình là không thích màu tím. Người Việt Nam không thích màu tím, tại nói màu tím buồn. Tại vì mình đã bị cái màu tím của bài hát nào đó. Chứ thiệt sự là nếu màu tím mà trong cái bài hát nào đó nó vui nhộn lên là mình đi kiếm màu tím mình mặc á. Nhưng mà tại vì mình bị cái màu tím đó là mình bị một cái thành kiến là màu tím là buồn. Nhưng mà thật sự cái màu tím là cái màu tốt. Màu hên, Đức Quan Âm ngồi ở trong rừng trúc tím. Trúc tím tiếng Hán gọi là tử trúc. Mà ngày xưa đó chỉ có quốc sư mới được đắp cái y màu tím do vua tặng, cho nên gọi là tử y. Chữ tử là màu tím chứ không phải chết. Chữ tử màu tím đó, chữ Hán nó viết khác. Tử là chết nó viết khác, mà tử là con nó viết khác. Ba chữ đó nó tiếng Việt mình viết ra thì cùng một âm, cùng một chữ mà nghĩa nó khác. Nhưng mà tiếng Hán là chữ khác, âm đồng, nghĩa khác. Cho nên mình tặng người ta lì xì, mình trời sao đưa tôi màu tím. Mà nhiều khi mình lịch sự mình nhận, nhưng mà bực lắm. Mà lỡ cái bữa đó mà mình, năm đó mình không được hên đó, đó tôi biết rồi mà, từ đầu năm là tôi gặp cái đó. Chứ không phải đâu, màu tím là màu tốt, màu hên. Người hên ta mới làm ra chứ, quý vị biết người Hoa là làm gì màu đỏ đó. Đi tới đâu thấy màu đỏ là biết rồi đó. Biết là người Á Đông mình rồi đó, người Việt, người Hoa. Cho nên ở đây con gà nó mù mù khi ban đêm là người của mình đó. Đi shopping á, cái đó không cần thiết mua, mù đi. Thấy nó rồi cái đi tới đi lui ngắm hoài, không mua thì uổng quá. Mà mua về treo để đầy tủ. Cho nên Pháp Hòa hay nói take what you need, don't take what you want. Because you need is limited. Things you want never limit. Cái gì mình muốn là không bao giờ cùng, mà cái gì mình cần là nó hữu hạn, nó có cùng. Cho nên cái mình muốn là không cùng, mà sống với cái mình muốn là mình khổ. Cho Pháp Hòa mới nói cái bài mà có một ông đến gặp Phật á, nói thưa Đức Thế Tôn, tôi muốn hạnh phúc. Phật nói dễ thôi, ông bỏ chữ tôi, ông bỏ chữ muốn, ông còn lại hạnh phúc đó. Tôi muốn hạnh phúc, I want happiness. Mà chữ ai là gì, chữ tôi là gì, là bản ngã. Mà cái tôi, cái ta là khổ. Con người mình khổ là do ngã mà ra.
Con người mình ngày sống là do cái tôi mà ra. Mà cái tôi không còn là mình có khiêm cung, có lễ độ. Cho nên tôi là cái ngã, mà cái ngã là khổ. Muốn mà muốn không cùng là tham, là khổ. Cho nên tôi muốn hạnh phúc, bỏ đi cái tôi, bỏ đi cái muốn là liền có hạnh phúc. Cho nên mình hằng ngày mình sống, thưa đại chúng, mà nếu mình muốn buồn ha, nhiều chuyện buồn lắm, ngày nào cũng có chuyện để mình buồn mình giận hết á. Còn nếu mình muốn vui không, xung quanh mình cũng có nhiều niềm vui. Cho nên Trịnh Công Sơn có bài hát: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, tròn những bông hoa và những nụ cười. Đâu có cần cái gì đâu, chỉ cần nhìn một cái hoa, nhìn một em trẻ nó cười đủ vui rồi. Và khi mình sống, mình trang rãi với tất cả mọi người, và mình phát hiện ra một điều: tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Mình sống đây đâu để làm gì đâu, để mình dâng hiến cái trái tim của mình, nghĩa là tấm lòng của mình, cho tất cả mọi người xung quanh mình. Nhiều đó được rồi. Rồi cái cuối cùng là gì? Con gà dầu đang bị tấn công bởi các cục đất, cây gậy, cây côn, cái vồ, cũng không lìa bỏ cái chuồng của mình. Hành giả cũng vậy, dầu đang làm công việc, đang thực hành phận sự trong công việc, cũng không rời bỏ cái tác ý đúng đường lối. Ở đây Đức Phật muốn nói là cái tác ý như các tác cái ý như lý. Hay bây giờ mình nói cho nó dễ tu hơn á. Cuộc đời có sóng gió, có khổ đau, có cái gì đi nữa, người ta có thể vu oan cho mình, người ta có thể hành hạ mình đủ cách hết, nhưng mình cũng không rời bỏ được cái con đường mà chúng ta đã tu tập. Vì mình biết rất rõ, chỉ có con đường này nó mới dẫn mình đi tới an vui. Cũng giống như một học sinh, hôm nay là đi thi, mình phải tới trường để thi. Cho nên nếu mà mình đi trên đường có người ta cản ngăn, hay là những cái đường hầm hố, hay đường kia người ta đang sửa đường, thì không thể đậu xe ngay đó được, quẹo xe lại, thậm chí bước xuống xe chạy. Hình như bên Hàn Quốc cái vụ này thường lắm, vì bên Hàn Quốc nó kẹt xe nhiều lắm. Mà tới giờ đám cưới, tới nhà thờ làm lễ ký hôn thú, kẹt xe quá, cô dâu chú rể mở xe chạy bộ tới nhà thờ làm lễ luôn. Vì sao? Vì mình biết cái chỗ mình cần phải tới. Cái người tu của mình cũng vậy, mình gặp một cái trở ngại thì mình tìm cái đường khác, miễn làm sao mình vẫn trong cái phạm vi tu tập của mình. Cho nên thầy chúng á, Pháp Hòa mừng á, mặc dù Pháp Hòa cực lắm, từ sáng mở mắt ra cho đến khuya không bao giờ Pháp Hòa được ngưng tay, hết việc này tới việc nọ. Nhưng mà có một điều Pháp Hòa vui là làm cái gì làm, cực cỡ nào cực, Pháp Hòa không rời khỏi công việc Phật sự. Ví dụ bây giờ này, mới tức thì đây, sắp sửa lên làm lễ, có một gia đình vô mời đám tang, có người mới mất. Rồi xong cái Tết này là lo cái tang lễ đó. Ví dụ vậy đi, cũng đâu có gì, anh đi cầu siêu thì cũng A Di Rị Đô Bà Tỳ, mà anh ở trong chùa anh tụng kinh thì già di nị già già na, cho nên đi cỡ nào cũng chỉ đa ta lễ ta bà. Cho nên làm cái gì rồi cũng trong vòng phạm vi đó thôi. Rồi, cho nên mình làm bất cứ Phật sự gì cũng ở trong cái phạm vi, cũng giống như là con gà đó, nó bị người ta làm cái gì nó cũng ở trong cái lòng đó thôi. Na Tiên Tỳ Kheo có đưa ra năm cái điều này, nói về cái năm cái đức tính của con gà. Thứ nhất là ngủ đúng giờ ha. Thì người tu của mình đó, nói chung là tất cả chúng ta phải làm việc đúng giờ. Thứ hai á, là ăn phải quán chiếu. Thứ ba là phải mù mờ. Mù mờ đây không nghĩa là ai nói gì cũng không biết nha, không phải vậy. Nghĩa là cái gì nó không lành thiện đối với mình á, thì mình nên mù mờ với nó đi.
để mình khỏi phiền não. Thưa đại chúng, đôi khi sống mình cứ thoải mái và nhẹ nhàng và mình thấy rằng mọi việc nó phải là vậy đó. Thì chỗ nào tập hợp đông là chỗ đó có địa ngục. Chỗ nào tập hợp đông gọi là đại chúng, và đại chúng là đụng cháy. Chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có địa ngục. Tại vì sao? Tại vì trong chúng sanh có tham, có sân, có si. Mà nơi nào còn tham, còn sân, còn si là nơi đó là địa ngục. Mà nơi nào giảm tham, giảm sân, giảm si là cõi trời. Nơi nào hết tham, hết sân, hết si là niết bàn, là cõi Phật. Còn nếu mà nơi nào còn tham, còn sân, còn si là địa ngục. Mà địa ngục chính mình biết còn tham, còn sân, còn si, cho nên mình mới nỗ lực mình tu để mình chuyển từ địa ngục lên tới thiên đường, từ thiên đường mình lên tới cõi Phật. Tu là sự tiến hóa, là sự chuyển hóa chứ có gì đâu. Ngày hôm qua mình còn dở ẹt à, mà hôm nay mình hiểu ra rồi thì mình sửa đổi mình lại. Cho nên cái tu á, trong nhà Phật á, không có phải làm gì đặc biệt hết á. Chỉ cần thay đổi cái tật của mình là yên chuyện à. Nó tại sao nhà này cứ gây lộn hoài? Tại không ai nhường ai hết. Thử bữa nào mình nhường coi, khác à. Ông nói gì ông nói, mình cứ nín, mình đi chỗ khác thôi. Hai người mà đụng vô thì một người là lò lửa, một người là bình sáng. Cho nên thôi, hôm nào ổng là Quan Công thì mình là Quan Âm. Ổng là Quan Công thì mình là Quan Âm là hết. Cho nên mình tu là mình thấy rõ từng sự việc. Thưa đại chúng, việc gì mà mình cũng bận lòng, mình quan tâm, mình đau khổ đó, mình dễ bị stress. Mình nói ra không được là nó thành những nội tâm. Và chính những nội tâm đó trở thành ra những khối bệnh ung thư đó. Ung thư là những cái hư thối trong cơ thể của mình. Cho nên có những việc Pháp Hòa nghe, biết mà không giải quyết. Tại sao? Vì không cần thiết để mình phải quan tâm giải quyết. Được rồi, mọi người là như vậy đó. Mình phải còn việc lớn rồi việc khác mình giải quyết. Việc này mình giải quyết là càng nở ra nữa. Như thảo phú địa, như cỏ mà phủ lên bùn. Có những việc nhỏ nhỏ quý vị bỏ qua đi là quý vị sẽ khỏe. Giống như trong túi mình vậy đó. Bữa nào lâu lâu quý vị có dọn bóp không? Ai cũng có cái bóp 5-7 ngàn á, mà mở ra toàn đồ đồng không à. Cây găm chừng 2 bạc chứ nhiêu. Mua cái bóp 3-4 ngàn, đựng cây găm 2 đồng, đựng cây son 10 đồng, đựng cái kiến 3 đồng, đựng cái lược 5 đồng vậy đó. Mình là vậy đó. Trong tâm mình á, là mình có cái thân này nè, nó quý lắm. Tại vì mất thân rồi thì thân đâu nữa mà tốt. Cái thân tâm này nó quý lắm, mà không chứa cái quý, chứa toàn là cái đồ rẻ tiền không à, y chang cái giỏ vậy đó. Rồi để một mai mà mở lâu lâu dở cái giỏ này ra, trời ơi, nắp kinh ai nhét vô đây? Mình nhét không chứ ai dở giỏ mình nhét đâu. Dở ra thì toàn là nắp kinh, những cái gì lặt vặt trong cái giỏ, không có cái gì đáng tiền hết. Trong thân tâm này cũng thế, chúng ta cứ chất chứa những cái gì không cần thiết. Thế thì lâu lâu người ta đánh dấu lên, hết năm rồi nghe, cuối năm rồi, quán chiếu lại coi năm nay mình chứa cái gì. Cái gì cũng cần thiết bỏ ra bớt, bỏ ra mới trống. Trong nhà mua sắm đủ thứ, lâu lâu dọn dục, dục cho năn nỉ, còn chở tới nữa chứ. Chị lấy không tôi chở tới cho. Trống được cái nhà mình rồi, cái chưa hết đâu nhan để đó, vài bữa nữa trống đi khiêng khác về để vô. Mình cứ vậy mà suốt đời à. Cho nên cái bài kệ rửa chén không, rửa chén vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái bát nó sạch chúng ta lại dùng nó rồi nó dơ. Việc làm của chúng ta cũng giống như rửa chén mỗi ngày vậy thôi. Sự tu hành của chúng ta thanh lọc thân tâm cũng giống như rửa chén mỗi ngày thôi. Tụng thời kinh thanh tịnh quá, an vui quá, bước ra mất đôi dép
Mà anh nói rằng là bác dơ rồi, bác sạch. Hồi nãy trong này bác sạch đó, ra tới cửa mất đôi giày 200 đô bác dơ. Xuống dưới nói trời ơi thầy ơi, chùa của thầy xong này. Nói trời ơi tôi có rước mấy ảnh vô đâu. Thưa mình là trong này đạo Phật có nè, đạo Chúa có nè, đạo Thánh, đạo Thần, mà cũng có đạo Chích nữa. Đạo gì cũng có. Thì ở trong cái chỗ này làm gì cũng có đạo Chích. Mà biết vậy thì mình làm gì? Cẩn thận, chớ có buông lung. Đó là câu nói trong kinh đó. Chiều nào cũng vọng chuông nha. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tu tập thiền quán cho hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Uổng lắm. Mỗi một ngày trôi qua mà không làm được việc gì hết. Nè, năm nay là thêm một tuổi nha, sức khỏe giảm một chút nha. Nhìn lại mình hình như chưa gì hết trơn. Mà sáng nào cũng nguyện Phật cho con tinh tấn tu hành, mà mình không có tinh tấn giải trừ những cái phiền não, cái lặt vặt, cái gì rác, cái nắp kinh, cái tâm xỉa răng, cái gì chút chút bỏ bớt đi, thì tự nhiên thân tâm mình nó thảnh thơi. Mà thảnh thơi như vậy là mình tu có tiến bộ. Người nào tuổi con gà, nó tu con gà cực lắm, bị gì phải đi kiếm ăn. Thưa đại chúng là không có tuổi nào mà không cần đi kiếm ăn đó. Không ăn chết á. Không. Mình nhịn ăn á, cũng giống như là mình nhịn ăn cũng giống như mình nghỉ việc. Người ta có thể nghỉ làm việc cũng giống như mình nhịn ăn. Người ta nhịn nước cũng giống như mình không có học. Cuộc đời á, có thể nhịn ăn mà không thể thiếu học. Có thể thiếu ăn mà không nên thiếu học. Cũng giống như mình á, thiếu ăn mà không thể thiếu nước. Nhưng mà không thể thiếu tu, chứ không thể thiếu hơi thở. Không thở là chết, không tu là khổ. Pháp Hòa đưa ba ví dụ nha. Ăn là như làm việc, uống nước như đi học, tu như thở. Mình có thể nhịn ăn cũng giống như mình mất việc làm. Bây giờ mất việc rồi, không có việc làm, nhưng mình có thể cầm cự mình sống được, do cái sự gói ghém sống của mình sống được. Giống như con người mình, một ngày không có thể, có thể nhịn ăn, thậm chí nhịn 3 ngày cũng không sao, không chết, nhưng không thể thiếu nước. Người sống trên đời có thể thiếu ăn nhưng không thể thiếu học. Phải học. Không học thì không biết gì để mà sống hết. Rồi. Bây giờ có thể thiếu học nhưng không thể thiếu tu. Có nhiều người học rất nhiều mà không tu, thì cái học đó vô bổ. Thà là không học gì hết mà ham tu tốt. Trời, quý vị thấy ông quý thầy thấy không? Học tới tiến sĩ, không biết tiếng gì, bao nhiêu cái bằng cấp cũng cần biết, nhưng mà không có cái bằng cấp nào, không có cái sĩ nào, dù là bác sĩ, thạc sĩ, gì nữa, tiến sĩ cũng không bằng tu sĩ. Hay nói cách khác hơn là khất sĩ. Khất sĩ là người đi xin. Trên thì xin giáo pháp của Phật, dưới thì xin cơm của chúng sanh, mọi người nuôi thân mình qua ngày. Quan trọng là mình tu tập có an lạc và mang cái an lạc đó cho tất cả mọi người. Hôm nay nhân ngày đầu năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, Pháp Hòa đến với đại chúng trong ngày Tết này với cái bài nói chuyện trích ở trong kinh sách những cái ý nghĩa nói về con gà. Rồi hôm nay chúng ta học được những cái cách sống của con gà, rồi chúng ta cũng học cái cách đó để chúng ta sống. Mà chúng ta ở xung quanh mình, cái gì mình cũng có thể học được hết. Nhìn cái đó để chúng ta tự nhắc nhở mình phải vươn lên. Giống như mình nhìn cây thông, nó chịu đựng được mùa đông lạnh lẽo, chúng ta cũng thế. Dù cuộc đời có giá băng, nhưng chúng ta cũng phải vững sống, đứng thẳng như cây thông vậy. Cho nên cây thông ở mùa đông là biểu tượng cho một cái người chịu cực, chịu khó, vươn lên giữa cái sự khó khăn này. Cây trúc nó có thể ở được mùa lạnh, nó vẫn thẳng lòng, rỗng ruột. Cho nên cây trúc tượng trưng cho quân tử. Nhưng mà cho dù là quân tử
thẳng nhưng mà lòng phải trống, thẳng thắn nói nhưng mà không hận thù, như cây trúc rỗng trống. Cái lá trúc nó chỉ thẳng nhưng mà tỏ sự khiêm cung, cho nên mỗi lần gió thổi cái lá trúc nó phất vậy nè. Quý vị thấy lá trúc nó phất không? Không bao giờ mà lá trúc nó vậy, lá trúc nó phất vậy thôi. Tượng trưng cho cái gì? Mình là người thẳng thắn nhưng không thiếu khiêm cung, gặp ai cũng phải xá chào. Đó, cái lá trúc nó vậy. Cho nên cái lá trúc mỗi khi gió lay nó đó, tượng trưng cho người khiêm cung trong cuộc sống.